tuổi mình cho viên kẹo em bé á, mà mình lấy lại em bé cũng buồn vậy, không chi là người lớn tuổi thấy nó cũng hơi kỳ. Dạ. YouTube nhiều và cũng thấy Việt Kiều cho tiền dì ba mừng thọ, nhưng mà lấy lại cô này cũng thấy rất là kỳ, thậm chí cô này so sánh với những đứa nhỏ luôn mọi người. Mà sao bây giờ em ở đâu lên đây mua cua? Em ở bên quận 2. Thì mình biết dạo này mình có hay theo dõi YouTube không? Thì em nghĩ sao về cái việc mà Việt Kiều lấy tiền lại mừng thọ cho dì ba á? Thấy cho rồi lấy lại thì hơi kỳ. À, cảm ơn em. Cô dì ba cho em hỏi vài lời, mình sao mình dạ biết mong cua của dì ba chị? Dạ, qua YouTube ta. Rồi mình ở đâu tới đây mua? Dạ, Thủ Đức anh. Với lại chị thấy những cái Việt Kiều mà cho tiền mừng thọ dì ba á, dạ mong em thấy có lấy lại. Lấy lại thì chị thấy như vậy có được hay không? Theo cái quan điểm của chị thôi. Theo quan điểm của em á, vẫn cho dì ba là bình thường, tại vì mặc dù dì ba nói là lấy cái bánh mua bánh kem nhỏ nhỏ cắt với mọi người thôi, mà thấy rất là buồn vì đó. Mình nói là Việt Kiều thì em nghĩ như đó không đáng anh. Dì ba rồi được mừng không? Cô đợi bao lâu rồi? Cô đợi cũng khoảng tiếng nhưng mà cũng vui vẻ không có gì đâu. Rồi cô, em hỏi nè, cô thấy Việt Kiều mà lấy tiền lại của dì ba thì thấy Việt Kiều lấy lại đó cũng cực. Dạ, đúng rồi, cái coi của cho đi mà lấy lại nó cũng là kịp. Để tiền dì ba mừng thọ á. Mừng thọ thì thấy thì cũng kỳ thôi, để chị nói cũng biết. Dạ. Thấy vậy biết vậy thôi, còn biết. Nhưng mà theo quan điểm của cô là lấy lại thì á, thấy nó cũng hơi kỳ. Dạ. Nít quá. Dạ. Đây. 4 con rồi. Mình ăn hay mua cho gia đình ăn hả? Mua cho nhà ăn chứ. Bữa mua 4 con, hai vợ chồng ăn xỉn luôn. Rồi, anh có biết thông tin là Việt Kiều cho tiền gì ba rồi lấy lại không? Nhập cư mà làm thiếu chuyên nghiệp. Cũng có nghe, qua cũng có coi. Theo quan điểm của anh thì anh thấy như thế nào? Quan điểm của em thì nói chung là như vậy thì cũng, nếu mà người ta cho thật lòng á
thì không nên lấy lại, tại vì đồ đã cho rồi lấy lại làm gì. Nhưng mà nó cũng có gì đó uẩn khúc thôi, người trong cuộc mới hiểu thôi chứ mình người ngoài sao hiểu được. Dạ dạ đó, anh thằng tôi ba đây ảnh ở bên quận 8 gần nhà ba, nhưng mà anh chạy ra cũng chạy mua lần đây, mua gì là hai lần, mua gì ba hai lần rồi. Anh thấy gì ba cua gì ba sao anh, cua gì ba thì ngon ăn gạch không hỏi trang là bánh trung thu nữa. À mình mua này về cho vợ con ăn anh. Thì anh có biết là tình trạng Việt Kiều cho tiền dì ba nhưng lấy lại không? Cái đó hả? Cái đó là mình cũng không biết được nữa. Theo quan điểm anh nhìn anh nói thì như thế nào? Anh nghĩ nó như thế nào? Nếu mà Việt Kiều cho dì ba rồi người họ thôi thì đừng có lấy lại phải không? Để vậy. Tại vì dì ba thì cũng già, nhưng mà cho đó cũng đâu có gì đâu, dì ba cũng để dành đó rồi mua thuốc men này kia tỷ vậy đó. Là tuổi thọ đó. Cái đâu có gì đâu quan trọng mà phải lấy lại đúng không? Dạ. Cũng như là quan điểm của anh là cũng đừng nên lấy lại. Đúng rồi. Đã cho là cho luôn. Đúng rồi, trời, đâu có nhiều tiền đâu, để Việt Kiều cho rồi, chị ba rồi đó, cứ cho thôi lấy lợi gì cũng là Việt chị ba, đúng không? Yeah. Thì cũng ủng hộ chị ba trong thời gian qua. Chị ba lần này lần thứ hai rồi. Rồi, cảm ơn anh nha, anh ở quận 8 qua gần nhà chị ba, hôm qua chị ba mua cho dễ anh. Sao hôm qua nhà chị ba mua cho dễ mà chạy ra đây? Xa quá. Chị ba ở bên cầu, mình cầm với Phương nằm quẹo ở đây là tới rồi. À, quận 8 giáp ranh đây, còn chị ba giáp ranh của quận Chánh Lăng. Xa quá. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Đây là soạn cua ra là những người đã đặt trước của dì ba rồi đây. Đó, tờ giấy ở trong là tờ giấy ở dưới các bạn thấy không? Đó là tờ giấy mà khách hàng mua cua đã đặt trước từ dì ba. Và chị Vy đây là chỉ làm theo cái số lượng đó thôi. Đây là chị Vy chỉ giúp đỡ thôi, mọi người chứ không có là tiền bạc gì nha. Không có lấy tiền công gì hết, chỉ là giúp dì ba thôi. Hôm nay cũng có rất là nhiều người ủng hộ cô dì ba nha mọi người. Ở đây giấy số thứ tự 50 thì hiện tại đã phát hết cho khách rồi. Hôm nay chỉ còn giờ ai đến trễ là phát ghi số nhỏ này hả? Đúng rồi. Số 4 rồi. Đây là 63 số rồi đã được phát ra rồi. Nhanh hết thôi mọi người. Đó, mình lộ diện thêm một cái người phụ gia bé là hàng xóm người ta hàng ngày qua tối hay qua chơi với gia. Hôm nay thì ngày đầu tiên bé nó phụ sau khi nghỉ
không phụ gì ba nữa. Anh này là ở dưới Thủ Đức, em mua cua gì ba nha, rất là xa. Anh ở Thủ Đức xuống anh, quả xa quá ha. Làm sao mình biết cua gì ba mình mua anh? Có trên mạng. À, có trên mạng. Anh đây cũng nhìn giống giống gì ba này, rất là dễ thương. À, đây bé này là học lớp 11 cũng gần nhà dì ba, hay qua nhà dì ba chơi. À, bữa nay là bữa đầu tiên của bé ra cùng dì ba này. Bé là mình ở gần nhà dì ba hay sao? Mình ở gần nhà dì ba hay sao? 451 anh ơi, của anh 451 sẽ tờ giấy ra, sẽ tờ màu hồng hả? Ừ, sẽ tờ màu hồng. Rồi. Ngày nay em qua em phụ gì ba gì? Dạ hồi nãy lát dầu lên con cua. À, nhưng mà nghe gì ba nói là em hay tối hay qua nhà ba chơi đúng không hả? 451 ngàn anh. Rồi ngày phụ đầu tiên là thấy sao? Mệt không? Mệt hả? Bé này nói là chỉ học lớp 11 thôi, ngày đầu tiên phụ gì ba mà cảm thấy mệt rồi. Dạ. Em có định phụ lâu dài không? Thì thứ bảy chủ nhật em sẽ qua, tại vì tối nào em cũng qua mất cuối. À, để tối nào mối ghế lại gì ha. À, bữa không biết ai quay á mà chị lại... Thấy hôm nay chị ra mấy giờ đây, mấy giờ? 11 giờ chị ra. Tầm khoảng đó chị đi phụ dì ba thì không có tiền công rồi chứ. À, rất thương vợ chồng Thảo, rất thương dì ba, là rảnh là ra phụ thôi, ai cũng thương hết. À, rất là nhiều người thương. Dạ. Giống như em qua em phụ em quét cua. Mỏi lắm bây ơi, con mang này rất mỏi lắm. Chị Phi, thì mình phụ gì ba tới khi nào? Theo dự tính vậy chị. Hả? Khi nào hết duyên thì thôi hả? À, chị không biết trước được là phụ dì ba có thể được ngày nào thì phụ dì ba ngày đó. Đúng không chị Vy? Chị Vy, mình phụ dì ba ngày nào được hay ngày đó đúng không?